Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý anh chị thân mến, trong cái video tiếp theo của chuyên mục Tử Vi ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là ba con giáp liên tục vướng vào cái họa thị phi, bị thần tài gạch chỗ, tài lộc giảm sút, đen đủ đủ điều. Tử vi tháng 3 dự báo rằng là những con giáp này sẽ gặp phải những cái vận xui. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem đó là những con giáp nào. Thứ nhất đấy là tuổi Tỵ. Về công việc thì tuổi Tỵ là người có năng lực, nhưng trong năm Canh Tý 2020 này khó lòng tìm được cái cơ hội để thể hiện bản thân với cấp trên. Điều này khiến người tuổi Tỵ cảm thấy áp lực vì sự nghiệp mãi không có bước chuyển biến mới. Về phương diện tiền bạc, hung tinh gây ra cái xung sát khiến người tuổi Tỵ hao tài tán lộc. Không chỉ mất tiền, người này còn có thể gặp phải cái mâu thuẫn với người thân trong gia đình. Và theo tử vi học thì người tuổi Tỵ trong năm mới không nên tham gia đầu tư mạo hiểm, bởi đây không phải là cái thời điểm tốt để con giáp này có thể gặp may mắn. Nếu cố chấp đầu tư mà không suy nghĩ kỹ, có thể sẽ mất tiền mà còn rơi vào cái vòng lao lý. Nhìn chung để tránh xui xẻo, người cầm tinh con rắn nên hạn chế đi xa, không nên thay đổi công việc và phải kiềm chế bản thân, không được nóng nảy. Và con giáp thứ hai đấy là con giáp tuổi Thân. Người tuổi Thân vốn thông minh, nhanh nhẹn, họ rất nỗ lực và chăm chỉ để gây dựng cái sự nghiệp và cuộc sống sung túc. Và năm 2020 này, tuổi Thân sẽ gặp nhiều thử thách hơn. Tháng 2 khó khăn qua đi, người tuổi Thân sẽ tiếp tục phải đương đầu với nhiều áp lực trong những ngày tới. Họ cần phải hết sức cẩn trọng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, đặc biệt cần chú ý đến những mối quan hệ với người xung quanh. Tuổi Thân thông minh nhưng dễ rơi vào cái trạng thái kiêu ngạo khiến người khác khó chịu. Do đó, họ cần chú ý đến điểm này để tránh gây mâu thuẫn, ảnh hưởng đến tài vận. Và con giáp thứ ba đấy là con giáp tuổi Tý. Năm 2020 là năm tuổi của những người sinh năm Tý, nên nhìn chung các phương diện trong cuộc sống của các bạn đều không được trọn vẹn như ý, nhất là nữ giới sinh năm 84 và nam giới sinh năm 72. Theo tử vi, tháng 3 của người tuổi Tý, đây là cái khoảng thời gian không được thuận lợi với các bạn. Lời khuyên dành cho con giáp này là cần chú ý và thận trọng hơn, kiểm soát cảm xúc, lời ăn tiếng nói, tránh để xảy ra các cái mâu thuẫn xung quanh, kẻo dễ gây ra cái hậu quả không hay. Ngoài ra, con giáp này nên tránh xa những cái nơi tụ tập bàn tán thị phi, luôn giữ cho mình thanh danh và uy tín tốt. Chỉ cần một lần mất kiểm soát bản mệnh, có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian để phấn đấu lại từ đầu. Quý vị thân mến, như vậy là trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là ba con giáp liên tục vướng vào cái họa thị phi, tài lộc giảm sút, đen đủi đủ đường, bị thần tài gạch số trong cái tháng 3 của năm 2020 này. Mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho các bạn được nhiều những kiến thức bổ ích, giúp các bạn đón lành tránh dữ trong cái tháng mới. Chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.